Ngày 21 tháng 10, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 80 năm 2024. Tham gia lớp bồi dưỡng có 87 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ 24 chi đảng bộ cơ sở. Trong 5 ngày từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10, các học viên được học tập các chuyên đề khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, nỗ lực phấn đấu trở thành đảng viên và phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.